bốn bài thơ vừa rồi quả là âm điệu rất du dương tứ thơ rất dồi dào tình cảm bên trong cũng sâu sắc quả là đạt đến mức độ thẩm mỹ nhưng mà liệu cái điều xảy ra đằng sau cái tác phẩm đó có thật sự làm nên hạnh phúc một đời người cho ai không vĩnh lạc xin mạn phép được thưa một ý ngắn gọn của mình có lẽ sẽ bị thất thố và hơi bị vội vàng đối với nhiều người trong chúng ta viễn lạc nghĩ rằng không bốn bài thơ này kỳ thực nó phản ảnh một sự chết dần chết mòn trong tâm hồn của một con người lục du có hoạt động nhiều điều khác ông không tới nỗi buồn suốt đời nhưng mà chỗ này mỗi lần mà động vào tiếng ngân của nó nếu người ta bỏ qua cái sự lãng mạn hóa thi vị hóa xinh xắn hóa thơ mộng hóa một cách vô tội vạ hơi bị thiếu trách nhiệm và có thể nói là gây nên một sự tàn nhẫn vô tình đối với lục du thì người ta không nên coi đây là một chuyện đẹp mà phải coi là một vấn đề xã hội rất đáng buồn Điều toát lên từ bốn bài thơ này là có một gốc trong trái tim của Lục Du đã chết. Nó chết bị sơ cứng và nó bị tử hoại tử. Những tế bào như một thứ ung thư mà Lục Du đã sống 40 năm với một cái khoảng chết ở trong tim. Tình yêu không phải là một cái thứ mà người ta có thể cởi bỏ đi, nhổ bật rễ đi mà trong người còn nguyên hiện. Nếu quả đó là tình yêu, dĩ nhiên ở bất cứ chân trời nào cũng có những người vợ người chồng người ta có thương nhau nhưng không tới cái độ mà nhổ đi rồi một phần của người kia sẽ chết có những trường hợp đó xảy ra vậy thì cái vấn đề ở đây là nỗi đau của lục du là một thứ bi kịch nó ghê rợn hơn là bi kịch có thể nổ ra lớn như các bi kịch ở tây phương mà chúng ta xem không phải là bi kịch của lục du có ý nghĩa hơn đâu vì ý nghĩa không còn có gì nữa hết lục du không thật sự nói lên được một cái gì có ý nghĩa về sự mất và sự còn của mình và đường uyển với nhau ông không giải tỏa được một điều gì ông chỉ kêu lên được du dương nỗi buồn của chính mình mà thôi bi kịch này xin lặp lại không phải là một bi kịch vĩ đại hơn về mặt ý nghĩa nhưng mà nó quả là một bi kịch to tát hơn về mặt cái độ đau của người đã trải qua người ta không dám kêu người ta đi với một khoảng chết trong tim suốt 40 năm trời và người ta chỉ dám làm vài ba câu thơ nho nhỏ cho một người đàn bà mà thật sự ra qua những lời thơ cho thấy đã là sự sống của, của suốt một cuộc đời của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là một sự độc ác, Lục Du đã phải gánh chịu một sự bất công và độc ác đến cùng cực. Sự độc ác đó chúng ta đã biết là do mẹ của Lục Du không ưa đường uyển mà bắt nên Dĩ nhiên là các bà mẹ đều tuyệt vời từ trong nguyên tắc của định nghĩa chữ mẹ mà nói. Và trong một nghìn điều người ta thương người ta lo cho nhau thì vạn nhất sẽ có một hai điều người ta tính làm một nước cờ nho nhỏ. Có sao đâu phải không? Có sao thưa quý vị? Trong một bi kịch lớn của phương Tây Le của Cọc này lúc mà bố của nhân vật chính là Don Rodri bắt Rodri bỏ người yêu để làm sự nghiệp lớn cho bố thì bố có dùng một câu thừa để an ủi con trai rằng Thôi thì kiếm con nhỏ khác, thiếu gì đứa con Thì Rodri đã nhìn thẳng mặt bố, người con trai phương Tây Nói thẳng vào mặt người bố, rất vĩ đại, rất đáng kính của mình Và mình đang sắp sửa làm rất nhiều điều để phục vụ bố Và vừa lòng bố và hài lòng bố Nhưng Don Rodri vẫn có quyền nói vào bố rằng Bố đừng nói thêm câu đó thừa Đối với con thì tư cách làm người nó không những chỉ là làm được những tang đại sự cho đất nước và cho cha mà còn là giữ được trung tình với người con gái mà con đã bị bắt phải hủy hôn. Con sẽ không bao giờ lấy vợ nữa, con sẽ không bao giờ có con nữa và chỉ có thế thôi. Đừng nói thêm cái câu là còn chuyện tình thì thiếu gì đứa khác con. Cái đó trong đông Rodri ở trong văn hóa của phương Tây là một điều người ta ca ngợi. Người ta thật sự có chê đông dê, nói thêm một câu như vậy, vô vị và thất lễ với con mình con mình là một đấng anh hùng, mình là anh hùng, nó cũng là anh hùng. bắt nó bỏ người yêu của nó, nó bỏ được là một điều hết sức đáng phục ở nó. không nên đưa thêm một câu bì bạc cái tình yêu của nó đã phải hy sinh cho mình như vậy. Don't gia yeah, thật ra định giúp con nhưng mà cuối cùng ra là phạm tội không có kính trọng cái điều con mình đã làm cho mình nó rứt ruột nó đưa cho mình, mà mình lại nói nói câu như vậy và khi don rory đồ trả lời như vậy ở bên phương tây người ta cho rằng đúng và không một ai trách don rory đồ cả Giang im lặng một người bố im lặng và sau đó rồi thì mọi chuyện diễn tiến tiếp tục và don rory đồ đi, đi tiếp với quyết định của mình cái đó ở châu á không diễn ra được ở phương trời di hạ hy giả của chúng ta không diễn ra được người như lục du cho tới chết không thể nào nói được với mẹ mình một câu rằng mẹ có thương con con hiểu nhưng mẹ đã bắt con là một điều quá đáng đường uyển là một người đàn bà có tài có sắc. Chúng ta đọc mấy bài thơ, một bài thơ của Đường Uyển trong lần rồi, mình đủ thấy là Đường Uyển không phải là một người đàn bà tầm thường hoàn toàn như bất cứ một nghìn người đàn bà nào đó ra chợ mua về một tá thiếu gì con. Mình đẹp trai, mình quan, mình quyền, vợ chồng cởi ra như quần áo, anh em mới là chân tay, máu mủ ruột rà, có báu gì con đó, mai mẹ đi sắm cho con một chục mười hai con khác như con lợn con gà đắt hơn tí xíu mà thôi có gì đâu con gái mà không không được lục du không nói được điều đó lục du không nhìn được mặt mẹ và đến cuối đời mình lục du vẫn ôm một nỗi đau trầm lặng và chấp nhận với cái chết dần chết mòn đó lục du chỉ kêu được rằng tôi sầu nhưng mà nguyên nhân của nỗi sầu cái ý nghĩa đằng sau cuộc sống cái vấn đề giải tỏa nằm ở đâu khúc nhôi nguyên ủy uẩn khúc ở chỗ nào nói ra được một lần để cho sự đời vĩnh viễn trở về sau đừng ai tái phạm một điều như vậy đừng ai cậy một cái thế nào đó của mình cho dù là một cái thế thiêng liêng và cao cả đến đâu đi chăng nữa mà tự cho phép mình hủy hoại một phần máu thịt xương thịt dĩ nhiên có thể nói rằng không ai biết trước được tình yêu nào là tình yêu lớn mà tình yêu nào chỉ là gái trai vớ vẩn biết đâu đấy được mà nói Thật ra mà nói ăn ở với nhau thì đời này cũng thiếu gì cặp. Có biết cặp nào nó yêu nhau hết đâu. Thật ra 9 phần 10 nó cũng yêu nhau soàn soàn thôi. Rồi gặp con khác, gặp thằng khác nó cũng ok mà. Vâng, chắc có lẽ đúng thế. Nhưng vẫn không cho phép. Chỉ có một trường hợp duy nhất. Mình phạm tay vì mình đinh ninh rằng thì đời 9 phần 10 nó vậy cả. Nhưng gặp trường hợp này là 1 phần 10 còn lại thì sao? Là một phần trăm còn lại thì sao? Là một phần nghìn còn lại thì sao? Là một phần triệu tỷ còn lại thì sao? Lục Du yêu Đường Uyển quả thật đã là một trường hợp đó. Một trường hợp hiếm có và hãn hữu. Vậy thì Vĩnh Lạc xin được phép nói cùng quý vị rằng cái bi kịch này của Lục Du cho thấy cái miền đất nơi Lục Du sống, cái bầu trời nơi Lục Du sống, đời nhà Tống ở Trung Quốc không phải là một đất nước đẹp và nên thơ chan chứa tình người mà đó là một đất nước vẫn còn những đau khổ bất công ở mức độ khiến cho ít nhất một con người mà chúng ta được biết qua lời thơ chết hẳn đi một góc trong tim mình hàng 40 năm cắn răng nhịn và không nói được ngoài ra thốt lên vài lời bâng quơ thậm chí lục du không nói được một điều gì về nhan sắc của vợ một nhà thơ phương Tây như Baudelaire còn có thể làm một bài thơ nói rõ chúng ta nghe người đàn bà ấy đẹp chỗ nào. Từ trong ra ngoài của nàng, Baudelaire có thể tả được hết cả cách ăn mặc, cách đi đứng, cách trang điểm, bàn phấn gương soi, phấn sáp tô môi, mọi thứ của người con gái Baudelaire yêu. Chúng ta đều có thể được thưởng ngoạn, nhưng mà Lục Du thì không. Và đó là cái điều làm cho Vĩnh Lạc mạn phép dùng loạt chương trình trong sắp tới để nói với quý vị nghe về một điều có lẽ sẽ làm cho nhiều quý vị sừng sốt và kinh ngạc. Theo Vĩnh Lạc, miền đất di hạ, hy dạ, châu Á cổ của chúng ta là một miền đất có khá nhiều tang thương, có khá nhiều bi kịch hầu hết là những bi kịch không nói nên lời và lặng lẽ chết dần chết mòn trong tâm khảm số lượng những bi kịch đó xảy ra dĩ nhiên không đến nỗi phần trăm quá cao để chúng ta có thể kết luận rằng đất nước đấy bất hạnh nhưng vấn đề không phải chỗ ở số lượng có bao nhiêu mà ở chỗ cái tính chất của những nỗi đau ấy luôn luôn là những bi kịch lớn ở chỗ nó đòi hỏi con người ta phải dẹp bỏ lý trí từ hết tất cả mọi suy nghĩ của mình đi và trở lại sống một đời làm như cỏ cây đất đá diệt hết não của mình đi diệt hết tâm của mình đi để trở thành ra một sọ não một đầu lâu trong đó trống lốc chỉ còn có một cảm nhận thảm thương là mình đang sống mỗi ngày và mặt trời vẫn mọc và mùa xuân vẫn về và còn kỳ dư tất cả mọi sự thì phải cố nín nhịn mà trôi qua mà chấp nhận và đừng bao giờ nói đến cái lý do và nguyên nhân ra sao. Đừng bao giờ tìm khúc nhôi, đừng bao giờ xác định được mầm mối tai họa của nó nằm ở đâu. Bằng vạn nhất nếu có nói ra thì phải như con trai có hạt cát ở trong lòng, bọc những lời ngôn từ ống ánh và đẹp đẽ, du dương bọc phủ lấy nó để tạo thành ra những viên ngọc quý để lại cho đời đời đóng ngoặc kép mở ngoặc kép chúng ta sẽ trở lại và theo dõi một trong những khái niệm đó